tôn giả A Na Luật, đệ nhất thiên nhãn. A Na Luật sinh ra trong dòng dõi vua chúa. Khi tuổi còn nhỏ, A Na Luật là một đứa trẻ thiên tư hoạt bát và rất thông minh mẫn tiệp. Đến tuổi trưởng thành, A Na Luật là một thanh niên tướng mạo đường đường và bắt đầu hiểu được ý nghĩa của cuộc đời. Nhắc lại, sau khi thành đạo, Đức Phật trở về cung thành Ca Tỳ La Vệ thuyết pháp, giáo hóa, và sau đó thì người con của Phật là La Hầu La cũng xuất gia theo Phật. Vua Tịnh Phạn bèn lập Bạt Đề lên làm thái tử để kế nghiệp mai sau. Về sau, thái tử Bạt Đề cùng với 6 vị vương tử khác đi xuất gia. Thành thử, khi nghe vua Tịnh Phạn băng hà, anh của A Na Luật là đại tướng Ma Ha Nam lên nối ngôi. Sức cảm hóa của Thế Tôn quá mạnh nên sau chuyến về thăm phủ vương và gia đình, chẳng bao lâu trong hoàng tộc rất nhiều người xuống tóc quy y theo Phật. Trước tiên là Nan Đà, người sẽ thay Phật làm vua tương lai, theo Phật làm Sa Môn, kế đến là La Hầu La làm Sa Di. Điều này làm chấn động những vương tử thanh niên trong thành. A Na Luật cũng nằm trong tình trạng ấy, vì chính ông cũng muốn xuất gia theo Phật. Trong lúc còn đang bâng khuâng, A Na Luật tìm đến anh là Ma Ha Nam mà nói: "Thưa anh, Đức Phật trở về hoàng cung khiến cho mấy ngày gần đây dòng họ Thích Ca của chúng ta nhiều người cũng xuất gia làm sa môn để đem cam lộ pháp vũ chia truyền đi khắp tứ phương. Theo em nghĩ, đó là một cuộc sống đầy ý nghĩa. Thái tử Nan Đà tuy có vợ đẹp là Tôn Đà Lị mà còn bỏ để gia nhập tăng đoàn, còn La Hầu La nhỏ tuổi như vậy mà cũng xuất gia học đạo. Hai anh em chúng ta nếu không có một người xuất gia thì thật là bất ổn. Vậy ý của anh như thế nào?" Đại tướng Ma Ha Nam anh dũng đã lập nhiều chiến công với quốc gia, nghe em nói bèn trả lời: "A Na Luật, lời nói của em giống anh. Hai anh em mình nhất định phải có một người đi xuất gia mới đúng cách. Anh định bàn với em, từ nay em hãy lo hiếu dưỡng cha mẹ để cho anh theo Phật làm sa môn." A Na Luật lắc đầu không chịu: "Anh không thể xuất gia được, nước nhà rất cần anh. Tuy em cũng biết võ công nhưng sánh với anh thật là thua xa. Xin anh hãy để cho em xuất gia. Thêm nữa, tính em thích hợp với lối sống tịch mịch của tăng đoàn, vì em không ưa chỗ ồn ào náo nhiệt cũng như nhàm chán ngũ dục của hoàng cung." Ma Ha Nam đành phải nhượng bộ trước lập luận của em mình. Nhưng từ khi La Hầu La xuất gia thì Đức Phật đã hứa với vua Tịnh Phạn là trẻ em dưới tuổi vị thành niên mà muốn xuất gia phải có sự chấp thuận của cha mẹ. Vì thế A Na Luật chỉ còn cách là năn nỉ với vương phụ và vương mẫu để cho mình được gia nhập tăng đoàn làm tỳ kheo. Cho dù đôi ba phen nài nỉ, A Na Luật vẫn bị từ chối, nên cuối cùng ông định tuyệt thực cho đến chết. Cha mẹ của A Na Luật vì thương con mà phải chịu, nhưng nói rằng: "Nếu như con muốn xuất gia thì hãy thương lượng với vương tử Bạt Đề. Nếu Bạt Đề xuất gia thì chúng ta cho con đi chung, bằng không thì đừng đòi hỏi trông mong nữa." Thuyết phục vương tử Bạt Đề đi xuất gia không phải là chuyện dễ, bởi vì sau khi La Hầu La làm Sa Di thì vương tử sẽ kế ngôi vua xứ Ca Tỳ La Vệ. Khi vua Tịnh Phạn băng hà, mặc dầu việc khó đến như thế nhưng A Na Luật vẫn đem ý định xuất gia nói và rủ Bạt Đề cùng xuất gia với mình. Đối với việc từ bỏ dục lạc vinh hoa phú quý của cuộc đời để xuất gia tu đạo thì Bạt Đề cảm thấy rất khó, nhưng đối với chỗ thân tình như A Na Luật thì khó mà từ chối thẳng. Cho nên Bạt Đề suy nghĩ giây lát rồi miễn cưỡng trả lời: "A Na Luật, xuất gia làm tỳ kheo chẳng còn được lưu luyến dục lạc thế gian. Ta và em đều còn trẻ, làm sao đủ sức chịu nổi. Em hãy đợi vài năm, chúng ta hưởng hết những thú vui vương giả. 7 năm sau, ta sẽ xuất gia với em." Rõ ràng là Bạt Đề khéo léo từ chối, nhưng A Na Luật đôi ba phen nói rõ niềm vui của cuộc đời xuất gia, cho nên Bạt Đề hẹn từ 7 năm xuống còn 1 năm, rồi từ 1 năm xuống còn 1 tháng, và cuối cùng từ 1 tháng giảm còn 7 ngày. 7 ngày sau, A Na Luật cùng với Bạt Đề và 5 vị vương tử khác là A Nan, Đề Bà, Kiếp Tân Na, Bà Sa và Nan Đề
đồng lén bỏ nhà ra đi tìm những con đường Phật thường đến, du hóa. Khi đến mé rừng thuộc làng Jina, các vương tử cởi bỏ y phục, bảo Ưu Bà Ly cạo hết râu tóc, khoác áo cà sa và tìm đến yết kiến Phật. Đức Phật chưa cho gia nhập tăng đoàn ngay, mà bảo họ đến ở trong tịnh thất để tịnh tọa một tuần lễ cho quên hết thân thế cao sang của mình, rồi sau mới chính thức cho phép xuất gia và ra mắt đại chúng. Từ chối thiếu nữ cầu hôn. Sau khi xuất gia, A Na Luật thường nghe giảng kinh điển, làm quen với lối sống đạm bạc và đối với lời dạy của Đức Phật thì hoan hỷ phụng hành. Tuy chưa chứng thánh quả, nhưng được kích động bởi niềm vui Phật Pháp cũng như muốn báo ân Đức Phật đã cho xuất gia, nên A Na Luật dự định làm một chuyến giáo hóa phương xa. Đức Thế Tôn hoan hỷ và khuyến khích tôn giả cần phải có nhiệt tâm hoằng pháp lợi sanh. Vì trong khi làm việc độ sanh là phương cách nuôi lớn tín tâm, mà tín tâm có mạnh thì mới có thể hy vọng khai ngộ chứng quả thánh được. Một ngày nọ, A Na Luật từ tịnh xá Kỳ Viên đi đến nước Kiều Tát La. Trong suốt đoạn đường không có chỗ nào cho tỳ kheo tạm trú, A Na Luật không còn cách nào khác hơn là xin ngủ nhờ nhà của dân chúng. Trong chốn đồng quê vắng vẻ và làng xóm lưa thưa, A Na Luật ghé lại một ngôi nhà có vẻ rộng rãi để xin tá túc qua đêm. Thật chẳng ngờ hôm ấy cả nhà lại đi vắng hết, chỉ còn có một cô gái trẻ tuổi ở nhà mà thôi. A Na Luật bị đặt vào hoàn cảnh tấn thối lưỡng nan vì một tỳ kheo mà lại nghỉ đêm tại một ngôi nhà chỉ có một người thiếu nữ thì quá bất tiện. Mặc dù Đức Phật chưa chế giới đề cập đến điều này, còn ra đi thì ngoài trời mây đen phủ kín như sắp sửa mưa to. A Na Luật không biết phải làm sao, đành xin ở lại. Trong khi A Na Luật vào nhà không lâu thì có một ông già lỡ đường ghé vào xin tá túc, nhưng cô chủ nhà quyết liệt từ chối. Thấy cô đối xử với ông già không chút lễ độ, cũng không có tình người, A Na Luật không mấy hài lòng. Ngược lại, thiếu nữ đối với A Na Luật rất ân cần, mời trà mời nước cũng như hỏi gần hỏi xa. A Na Luật chỉ ngồi tịnh tọa, nhất tâm niệm Phật và mong cho trời sáng để đi khỏi nơi này. Đến nửa đêm, ánh đèn dần dần mờ ảo, mông lung, thiếu nữ đến bên A Na Luật thốt lời tình tứ. Em biết thầy là một sa môn, và đối với sa môn mà có ý nghĩ này nọ thì không phải. Nhưng từ khi em gặp thầy, thật khó ngăn được cảm tình. Xin thầy hãy tin em, em không phải là hạng gái chắc nết trăng hoa. Rất nhiều công tử đến cầu hôn mà em chẳng nhận lời ai. Em thấy thầy dung mạo thanh tân, hành vi đoan trang, cho nên em không sợ xấu hổ mà xin nguyện tự đính hôn ước với thầy. Từ nay mời thầy cứ ở lại nhà em, ba má em nhất định rất vui mừng đấy ạ. A Na Luật vốn dòng dõi vương tôn anh tuấn, đối với chuyện ái tình của các cô thiếu nữ, A Na Luật cũng có chút kinh nghiệm. Vốn từ thời còn ở hoàng gia cũng có nhiều công nương bao vây xin cầu hôn. Tuy nhiên, A Na Luật nhận thấy ái tình chẳng vui sướng gì. Vì thế, A Na Luật không hề bị nhiễm dục mê hoặc. Đối với A Na Luật, chỉ có tu đạo mới thật là niềm vui an ổn nhất. Khi lửa ái tình của thiếu nữ bộc phát thì khó mà dập tắt ngay, cho nên A Na Luật chỉ còn cách là nhắm nghiền đôi mắt lại, không ngó ngàng thì cô ta mắc cỡ mà lui ra. Nhưng cô nàng lại có ý đồ bất chính, liền tiến tới nắm tay tôn giả. A Na Luật vẫn ngồi yên như một quả núi không nhúc nhích, khiến cô nọ rạn rĩ ôm choàng lấy ngài. Lúc ấy, A Na Luật mới trừng mắt nhìn cô ta mà trách rằng: "Này cô lương, cô không mắc cỡ sao? Nam nữ còn không thể làm như vậy. Huống chi, tôi là người xuất gia, sao cô lại đối với tôi chẳng có chút lễ độ?" Tình ái của nam nữ trên thế gian là nguồn gốc của bể khổ, sanh tử để gây ra đủ thứ phiền não, thị phi và rối rắm. Cô hãy dẹp tắt lửa tình của cô và hãy nhìn lại lòng mình. Lời nói nghiêm nghị của A Na Luật khiến cho thiếu nữ hổ thẹn cúi đầu hối hận. Sau đó, xin A Na Luật tiếp dẫn cho mình quy y Phật, làm Ưu Bà Di, tức là tín nữ. Tình cảm nam nữ là tập quán của loài người, nhưng người tu chân chính phải vượt khỏi tính người tầm thường thì mới tiếp thọ được tính Phật cao siêu màu nhiệm. Từ đó về sau,
Ana Luật không dám ngủ lại ban đêm ở nhà của dân gian. Bị mù vì lời nguyện, đạo tâm của Ana Luật rất kiên cố, cho dù gặp sắc đẹp mà cũng không sao động. Nhưng một hôm trong một buổi giảng kinh của Thế Tôn, Ana Luật ngủ gục tại tòa, làm cho Đức Thế Tôn ở xa nhìn thấy bèn nói: "Rốt thay kẻ mê ngủ thu mình trong vỏ sò, một giấc ngủ ngàn năm không nghe danh hiệu Phật." Người tỳ kheo kế bên bèn xô nhẹ Ana Luật, làm cho tôn giả hoảng kinh thức dậy. Đức Thế Tôn bèn hỏi: "Ana Luật, ông đi xuất gia vì sợ phép nước hay vì sợ đạo tặc?" Ana Luật vội đứng lên cung kính thưa: "Thưa không phải, bạch Thế Tôn, vì con nhàm chán sanh lão bệnh tử và muốn giải thoát ưu bi khổ não." Phật dạy rằng: "Mọi người đều khen ông không vì nữ sắc mà phạm giới, chắc ông tự mãn điều ấy lắm. Ông xem, trong khi ta thuyết pháp mà ông ngủ ngon như vậy." Ana Luật nghe Phật của, liền quỳ xuống chắp tay thưa: "Bạch Thế Tôn, xin từ bi lượng thứ cho sự ngu si giải đãi của con. Từ nay về sau cho đến lúc chết con không ngủ trở lại nữa." Đối với đệ tử biết nhận lỗi sám hối thì Đức Phật rất hoan hỷ. Kể từ khi Ana Luật phát nguyện, Đức Phật thường cổ động an ủi và khuyên tôn giả nên gắng dụng công, vì việc tu hành mà muốn thành tựu thì không thể buông lơi, và dĩ nhiên cũng không thể quá gấp rút. Từ đó về sau, Ana Luật dụng công chăm chỉ từ sáng đến tối và từ đêm đến ngày không ngừng nghỉ. Khi tu hành mà không ngủ một lúc hoặc một hai ngày thì chẳng sao, nhưng lâu ngày chảy tháng, tuy sức người có thể miễn cưỡng cầm cự được, nhưng sắc thân tứ đại sẽ bị kiệt quệ và mang bệnh. Quả thật, ít lâu sau, vì không ngủ nghe gì cả, hai mắt của Ana Luật bị sưng húp, làm cho nhức nhối khó chịu. Đức Phật biết tôn giả chuyên cần dụng công đến sưng mắt, cho nên Ngài rất lo lắng. Một hôm Đức Phật cho gọi Ana Luật vào, rồi dạy rằng: "Ana Luật, ta nói với ông tu hành, mà gấp rút thì không xong, mà thái quá thì cũng không được." Ana Luật thưa: "Con đã từng phát nguyện trước Đức Thế Tôn nên con không thể làm trái lời nguyện." Phật dạy: "Ông đừng quan tâm đến vấn đề phát nguyện, con mắt mới quan trọng." Tuy Đức Phật từ bi nói như vậy, nhưng Ana Luật vẫn không chịu ngủ. Đức Phật lại tìm phương tiện nói: "Này Ana Luật, tất cả chúng sinh phải có thức ăn mới sống, còn lỗ tai dùng âm thanh làm thức ăn, lỗ mũi dùng mùi hương làm thức ăn, lưỡi dùng vị nếm làm thức ăn, thân dùng xúc chạm làm thức ăn, và con mắt dùng ngủ nghỉ để làm thức ăn. Ông không ngủ không được, vì con mắt sẽ thiếu nhu cầu, mà ngay cả Niết Bàn cũng cần đến thức ăn, huống chi là con mắt." Ana Luật thưa: "Niết Bàn ăn những gì?" Đức Phật trả lời: "Niết Bàn cần dùng thiền duyệt pháp hỷ làm thức ăn, vì thiền duyệt sẽ đưa đến được cảnh giới vô vi tịch mịch." Ana Luật bạch Phật: "Bạch Thế Tôn, con không ngủ cũng chẳng hại gì, xin Ngài cứ yên tâm." Lòng từ bi của Phật, Ana Luật rất cảm kích, nhưng tôn giả không muốn làm trái lời nguyện. Ana Luật cứ thức mãi cho đến lúc mắt sưng đỏ. Đức Thế Tôn thấy thế, bèn cho mời ngự y Kỳ Bà đến trị bệnh cho tôn giả. Kỳ Bà khám bệnh xong, bảo Ana Luật chỉ cần ngủ trở lại thì mắt sẽ lành ngay. Nhưng Ana Luật vẫn kiên quyết không ngủ. Chẳng bao lâu, hai mắt của tôn giả trở thành mù lòa, không còn thấy gì cả. Ana Luật đã chứng minh rằng với quyết tâm sắt đá và tâm nguyện tu đạo kiên cố, cho dù có phải hy sinh đôi mắt mà vẫn không lùi bước để trái với lời nguyện của mình. Đức Phật chỉ nói một câu mà tôn giả đã phụng hành như thế thì đủ biết lòng cung kính của tôn giả đối với Đức Phật như thế nào. Đức Phật vá y cho Ana Luật: "Từ khi trở thành mù lòa
thì cuộc sống của Ana Luật bỗng trở thành vô cùng khó khăn. Ngay cả những việc bình thường như vá y hay đi khất thực. Trong tăng chúng có nhiều vị tỳ kheo khỏe mạnh, mỗi khi đi khất thực về thường đem phần cơm dư chia cho các tỳ kheo bệnh. Thành thử đối với việc ăn uống, Ana Luật cũng tạm yên tâm. Từ khi bị mù lòa, không trông thấy mọi vật, khiến cho Ana Luật không còn bị ngoại cảnh làm lay động, cho nên tôn giả một lòng chỉ chú tâm tinh tấn mà tu đạo. Một hôm, ba y của Ana Luật đã rách nát và mấy lần tôn giả định vá lại, nhưng con mắt không thấy đường thì làm sao xỏ kim. Đang lúc còn đang bâng khuâng thì gặp lúc Anan đi ngang qua. Anan thấy vậy mới nói: "Này anh Ana Luật, ba y của anh rách hết rồi, sao không vá lại?" Đức Phật có dạy là y phục mới hay cũ không cần, nhưng cần phải chú trọng cho tề chỉnh sạch sẽ. Ana Luật trả lời: "Thưa anh Anan, tôi đã thử vá mấy cái y, nhưng con mắt tối đen không xỏ chỉ được. Nếu anh có rảnh đến giúp tôi một phen được chứ?" Anan rất hoan hỉ nhận lời và hẹn ngày đến vá y. Anan về đến tịnh xá Kỳ Viên, định tìm thêm một vị tỳ kheo nữa để giúp cho Ana Luật. Nhưng thiên nhĩ của Đức Phật đã nghe hai người đối đáp, cho nên khi vừa gặp Anan, ngài liền hỏi: "Này Anan, sao ông không nói với ta đi vá giúp y cho Ana Luật?" Anan nghe Phật hỏi bất ngờ, vội thưa lại: "Bạch Thế Tôn, ngài là bậc tôn quý, những việc vụn vặt của đệ tử chúng con không dám làm bận rộn Thế Tôn. Con và các tỳ kheo đều muốn giúp cho Ana Luật vá y, nên con đang dự định đi." Phật dạy: "Anan, ông đừng nên nói thế. Ta cũng như các ông, cũng là một phần tử trong tăng đoàn. Ta sẽ đi với ông, vậy ông khỏi đi tìm nhiều người làm chi." Đức Phật nói lời ấy khiến cho Anan vô cùng cảm động. Mục Kiền Liên đứng kế bên cũng cảm kích lòng từ bi sâu thẳm của Đức Phật. Các vị đều nguyện theo Phật đến giúp cho Ana Luật. Phật đến núi Ba La La và nói với Ana Luật rằng: "Ana Luật, ông đem hộp kim chỉ ra đây, ta đến để giúp ông vá y." Nghe tiếng của Đức Phật, Ana Luật bất ngờ hoang mang và trong đôi mắt mù lòa bỗng ứa ra vài giọt lệ, nên không biết phải nói như thế nào đây. Đức Phật sâu kim và lấy vải trong hộp ra đo cắt. Anan giúp phụ may luôn. Trong vòng một ngày, Đức Phật đã vá xong ba y cho Ana Luật. Một người là tôn sư, là bậc Thế Tôn Phước Đức Viên Mãn, còn một người là đệ tử, là tỳ kheo mù lòa. Trong tình sư đệ tương quan, thầy thì từ bi bác ái, còn đệ tử cung kính đã biểu hiện tình sư đệ của nhà Phật và nêu lên một tấm gương sáng chói ngàn đời. Nguyên nhân làm nữ nhân bị đọa lạc. Tuy Ana Luật bị mù lòa đôi mắt, nhưng tâm rất sáng suốt lạ thường. Vì vậy, đối với những sinh hoạt hàng ngày, tôn giả gặp nhiều điều không vừa ý. Đức Phật từ khi giúp tôn giả vá ba y thì ngài càng quan tâm nhiều hơn. Chính Đức Phật đã dạy cho tôn giả tu tập môn Kim Cang Chiếu Minh Tam Muội. Và chẳng bao lâu, Ana Luật chứng được thiên nhãn thông. Bấy giờ, tôn giả cảm thấy hoàn toàn hân hoan cảm kích, không lời nào tả cho hết. Thấy vậy, Đức Phật càng hoan hỷ và từ đó, ngài mới được yên lòng. Với thiên nhãn này, đã giúp cho tôn giả có thể thấy được khắp nơi không phân biệt xa gần và trong ngoài. Ana Luật mất nhục nhãn mà được thiên nhãn, làm cho tất cả chúng tăng hết lòng ái mộ và kính trọng. Việc chứng được thiên nhãn thông chẳng những do chí nguyện kiên quyết tu hành của tôn giả, mà một phần cũng do sức từ bi của Phật gia hộ. Từ đó, Ana Luật không còn lo lắng về việc vá y nữa. Chẳng những thế, bây giờ tôn giả có thể nhìn thấy nhiều nơi mà người khác không thể thấy được. Đặc biệt, trong kinh A Di Đà có nói tôn giả dùng thiên nhãn để thấy được thế giới cực lạc ở Tây Phương. Vì thế sau này, chúng sanh có thể tin tưởng vào cõi cực lạc của Phật A-di-đà để cầu được vãng sanh. Thiên nhãn của tôn giả chẳng những thấy được thế giới cực lạc, mà cũng có thể thấy mọi sinh hoạt ở dưới địa ngục. Một hôm tôn giả nhìn thấy rất nhiều phụ nữ bị đọa trong địa ngục, bèn đến hỏi Đức Phật: "Bạch
Thế Tôn, hôm nay con thấy rất nhiều phụ nữ bị sa đọa vào địa ngục. Theo con thấy, người phụ nữ rất dễ tin theo lời Phật dạy. Cũng như người nữ có nhiều lòng nhân hơn nam giới, thì cớ sao họ lại bị đọa địa ngục nhiều hơn? Đức Phật dạy, này A Na Luật, trong Phật Pháp, người nữ dễ tin theo lời Phật dạy là sự thật, nhưng người nữ bình thường dễ tạo tội nhiều hơn. Người nữ có ba thứ tâm lớn hơn nam giới, đó là: thứ nhất, mỗi sáng sớm thức giấc, tâm tham lam của họ rất nặng vì họ mong rằng tất cả tài bảo trên thế giới đều gom vào nhà họ. Thứ hai, lúc ban trưa, tâm tật đố của họ tăng rất mạnh vì họ cảm thấy rằng toàn thể nhân loại đều làm chướng ngại cho mình. Thứ ba, lúc xế chiều tâm dâm dục của họ lẫy lừng vì lúc nào cũng mong có người dựa kề bên mình. A Na Luật, tâm tham lam, tật đố và dâm dục của nữ nhân rất dễ chiêu cảm họ phạm tội. Đó là nguyên nhân khiến họ đọa địa ngục rất nhiều. A Na Luật chứng thánh quả và đạt được thiên nhãn nên trở thành bậc đệ tử thượng thủ trong tăng đoàn. Nhưng khi bàn về thiên nhãn thông với Xá Lợi Phất thì tôn giả Xá Lợi Phất vẫn răn dạy A Na Luật như thường. Một hôm, A Na Luật đến hỏi Xá Lợi Phất rằng: "Thưa tôn giả, tôi dùng thiên nhãn thanh tịnh có thể thấy được 3000 đại thiên thế giới. Tôi được chánh niệm tinh tấn không lay động. Hiện tại thân thể của tôi khinh an như dạo chơi trong trời đất tịch mịch, và tâm tôi đã lìa chấp trước cũng như không còn tán loạn. Xin hỏi tôn giả, đó có phải là ly phiền não đắc giải thoát không?" Xá Lợi Phất là bậc thượng thủ đệ nhất trong tăng đoàn, thường hay thay Phật thuyết pháp, nên khi nghe A Na Luật nói như thế bèn bày tỏ ý kiến: "Tôn giả A Na Luật, vừa rồi ông nói nhờ có thiên nhãn nên thấy rõ 3000 đại thiên thế giới, đó là tâm ngã mạn. Ông nói ông có chánh niệm bất động, đó là tâm kiêu ngạo. Ông nói tâm ông lìa chấp trước không còn tán loạn, đó là tâm cuồng vọng. Theo sự hiểu biết của tôi, cần phải xa lìa tâm ngã mạn, tâm kiêu ngạo, tâm cuồng vọng thì mới thật là lìa phiền não đắc giải thoát." Đối với lời dạy của Xá Lợi Phất, A Na Luật chẳng những không giận mà còn rất cảm kích. Tôn giả biết rằng lời nói của Xá Lợi Phất là lời nói của bậc chân chánh thấy đạo. Điều này chứng tỏ A Na Luật là một người rất khiêm tốn vậy. Tu nơi rừng sâu tịch mịch. Năm đó, nhân vào mùa an cư kiết hạ thứ 10, Đức Phật trụ tại nước Câu Diệm Di và chúng đệ tử lúc ấy nổi lên chia rẽ lẫn nhau một cách mãnh liệt. Thấy như thế, Đức Phật phải đem chuyện nhẫn nhục của vua Trường Thọ để nhắc nhở cho mọi người. Phật dạy rằng, đem oán hận để trả thù cho oán hận thì oán hận kia không bao giờ dứt, chỉ có từ bi nhẫn nại mới dập tắt được lửa oán thù. Lời Phật dạy đã làm cho nhiều người cảm động mà từ bỏ tâm sân hận, nhưng vẫn còn một số ít không chịu nhường nhịn và hòa giải với mọi người. Khi ấy, Đức Phật lại nhớ đến đức nhẫn nhục khiêm tốn của A Na Luật. Ngài bèn đi bộ một mình đến khu rừng Ba Lợi Gia Sa La thuộc nước Bạt Kỳ để thăm A Na Luật đang tu tập trong đó. Trong rừng Ba Lợi Gia Sa La, ngoài A Na Luật còn có Bạt Đề và Kiếp Tần La cùng tu một chỗ. Cả ba đều là anh em chú bác với nhau. Khi còn tại gia, họ rất thân thiện. Nay đã xuất gia, họ càng thân thiện hơn. Ba vị có một lời minh ước là luôn luôn tuân theo lời chỉ dạy của Đức Thế Tôn để tu hành cho mau đạt thành chánh quả. A Na Luật hiện tại là một vị A-La-Hán, còn Bạt Đề và Kiếp Tân Na cũng đã khai ngộ trong mùa an cư kiết hạ của năm đầu xuất gia. Họ nay đã trở thành ba vị thánh giả, cùng sống chung một nơi và cùng sinh hoạt an tịnh, hòa nhã trong một khu rừng sâu tịch mịch. Ba vị cùng đính ước chung là bình thường không ai nói chuyện với ai, và cứ 5 ngày họ hợp mặt để luận bàn đạo lý một lần. Họ trình bày cũng như trao đổi sự tu hành tâm đắc hay cần sửa đổi bất cứ sinh hoạt cuộc sống hàng ngày. Thường ngày các vị đi vào làng khất thực, nếu vị nào trở về trước thì trải sàng tòa, châm nước trong lu, sắp đặt bồn nước rửa chân và để vài chủ chân bên cạnh lu nước. Thọ trai xong, nếu thức ăn còn dư thì để một nơi cao ráo để người về sau nếu ăn không no sẽ lấy thức ăn đó để ăn tiếp. Sau khi thu dọn gọn ghẽ, tự mình rửa tay rửa chân, sửa sang tọa cụ
và vào trong tỉnh thất niệm Phật hay tọa thiền. Người về tiếp theo, nếu ăn chưa no, thì ăn tiếp thức ăn người trước để lại. Nếu có lợi dưỡng khác, thì cũng để dành như vậy. Ăn rồi rửa chén bát, lau khô cất riêng một nơi, quét dọn chỗ ngồi ăn, dẹp cất y bát, rửa chân tay, trải tọa cụ tọa thiền tu tập như người trước. Cho đến xế chiều, người xuất thiền trước, bèn đến lu xem trong lu còn nước hay hết. Nếu hết thì xách thêm. Một người xách không nổi thì đưa tay ra giấu, kêu thêm người giúp. Hai người im lặng khiêng nước xong, im lặng trở về phòng. Và cứ như thế, sinh hoạt của các vị trong chốn rừng u tịch đều đặn trôi qua. Đức Phật không thích chỗ sân si ồn ào, chợt nhớ đến A Na Luật, nên đi đến khu rừng hòa bình của ba vị tôn giả. Ngoài bìa rừng có người canh giữ, ông ta không biết Đức Phật, vì bình thường Ngài đi giáo hóa các nơi đều có đệ tử theo sau. Hôm nay Đức Phật đi một mình, cho nên trong lúc bất ngờ, ông ta không ngờ đó là Đức Phật quang lâm, bèn cản lại. Xin Ngài đừng vào đây, trong rừng này có ba vị thánh đang tu tập. Đức Phật mỉm cười từ tốn trả lời, ông hãy vào nói với họ có người đến thăm, chắc chắn họ rất mừng khi thấy ta. Người giữ rừng vào báo tin. A Na Luật nhìn ra thấy chính là Phật Đà Quang Lâm thì rất mừng rỡ. Ba người vội vàng ra nghinh tiếp. A Na Luật đỡ y bát, Bạt Đề trải tòa, còn Kiếp Tân Na múc nước rửa chân. Đức Thế Tôn được sự đón tiếp thành kính của ba vị đệ tử. Ngài rửa tay chân xong liền an tọa, rồi hỏi thăm về cách sinh hoạt và sự tu tập của ba vị. Ba vị thật tình trình bày, và Đức Thế Tôn nghe xong hoan hỷ khen ngợi rằng: các ông tu hành hòa hợp như thế, cuộc sống đầy an lạc, không tranh cãi trầm tịch, mỗi người nhất tâm nhất đức mà tu tập, thì thật trên đời không có cái nào đẹp hơn. Đức Phật khen xong, lại nói thêm về sự tu hành của Ngài trong kiếp quá khứ để khích lệ ba người. Từ một nơi gây gỗ đến một nơi yên tĩnh, hòa bình, làm Đức Phật rất hoan hỷ, và đối với sự thăm hỏi bất ngờ của Đức Thế Tôn, càng làm cho A Na Luật thật vui mừng và phấn khởi. Cảm hóa kẻ cướp. Sau khi chứng thiên nhãn, tôn giả A Na Luật không phải hoàn toàn ở trong chốn rừng núi để lo tu tập cho riêng mình, mà trong tâm của tôn giả luôn luôn muốn báo đáp ân đức của Phật đã cho tôn giả niềm vui Phật Pháp bằng cách đi hoằng pháp lợi sanh ở những nơi chưa có đệ tử của Phật đến. Bề ngoài A Na Luật có vẻ lạnh lùng, nhưng trong tâm thì nhiệt tình vô hạn. Tôn giả không kể là hoàng cung vua chúa hay gia trang của trưởng giả, cho đến núi sâu rừng thẳm cũng đều thấy hình bóng của A Na Luật một thời giảng kinh thuyết pháp độ sanh. Như tại làng Ma Na Đề thuộc nước Chiêm Bà, có người đau nặng, sau khi nghe tôn giả thuyết pháp liền dứt hết lo buồn phiền não và sau đó hết bệnh. Từ việc đem lại niềm vui cho bệnh nhân, tôn giả cũng phải đối đầu với bọn hung ác trên đường hành đạo. Ngày xưa khi A Na Luật xin ngủ đêm tại một nhà thường dân, đã bị một thiếu nữ trong nhà dụ dỗ lôi kéo. Từ đó tôn giả phát nguyện không ghé nhà ai ban đêm. Điều này đối với một vị tỳ kheo đi hóa đạo thật là bất tiện. Mặc dù A Na Luật đã quen với nếp sống đơn giản là ngày ăn một bữa và đêm ngủ dưới bóng cây. Một hôm A Na Luật đang du hóa tại một làng quê, đến chiều tối khi đi ngang qua khu rừng kế bên để tọa thiền, đêm hôm ấy trên không trăng soi mờ nhạt, mặt đất in bóng cây lưa thưa và gió thổi lao sao, tôn giả khép mắt ngồi yên đợi cho trời sáng. Đêm càng sâu càng vắng và bóng dáng tôn giả chìm lẫn trong rừng cây tịch mịch. Bỗng từ xa có nhiều tiếng người xì xào bước về phía tôn giả. Khi khoảng cách giữa họ và tôn giả không còn xa mấy, thì tôn giả nhận ra đây chính là bọn cường hào thảo khấu vừa đi cướp bóc về. A Na Luật thở dài một tiếng, làm kinh động bọn đạo tặc đang chuẩn bị chia chác với nhau. Vì tiếng thở dài của tôn giả làm cho bọn cường tặc biết có người nghe lén hành động đạo tặc của chúng, cho nên chúng lên tiếng hỏi ngay: các bạn, chúng ta bị lộ rồi, thật là xui xẻo, chúng ta phải giết ngay tên này mới được. Cả bọn rút dao ra, cầm lăm lăm trên tay sáng ngời và tiến đến gần chỗ ngồi của A Na Luật. Tôn giả liền nói lớn: các ngươi muốn giết ta thì hãy đến giết đi, nhưng khi ta chết rồi thì các ngươi cũng không toàn mạng.
Bọn cướp nghe nói kinh hãi, đưa mắt nhìn nhau, chẳng biết phải đối phó ra sao. Sau cùng, tên đầu đảng xem xét lại một lúc rồi mới nói, ông là ai, lại chen vào phá hoại việc làm của chúng ta đêm nay? Ana Luật nghiêm trang trả lời, ta là Sa Môn, đang tịnh tọa tại chỗ này. Nếu nói rằng ta thấy các ngươi làm quấy thì được, còn nói ta phá hoại việc làm của các ngươi thì không đúng. Tên đầu đảng hỏi, ông sẽ đi tố cáo chúng ta phải không? Tôn giả đáp, ta chẳng cần đến quan phủ tố cáo làm gì. Tuy ta không báo cáo các ngươi và quan tại địa phương không biết hành động của các ngươi, nhưng nhân quả báo ứng chẳng tha cho các ngươi bao giờ. Ta xót thương cho các ngươi sau này sẽ chịu nhiều quả khổ bi thảm, thật đáng tiếc thay. Lời nói của tôn giả đánh thức lương tâm của bọn cướp, khiến cho chúng vứt bỏ hết khí giới, lòng hung ác biến đi và được thế bằng bản chất thuần lương trung hậu. Tất cả lãnh thọ lời dạy của tôn giả và đồng phát nguyện quy y Phật để trở lại cuộc sống của những người dân lương thiện, tử tế. Phật dạy bát đại nhân giác. Đối với Ana Luật thì việc hoàng pháp lợi sanh rất quan trọng cho việc phát huy Phật giáo đến khắp mọi người. Nhưng tôn giả không bao giờ sao lãng việc tu học cho chính mình. Một hôm, tôn giả ở lại nước Chi Đề và đang tịnh tọa tại làng Sấu Thủy Chữ thì chợt tư duy về ý nghĩa chữ đạo. Ana Luật tự hiểu rằng đạo chẳng phải do tham dục mà đạt được, mà cần phải do chi túc mới đạt đến. Đạo không thể tìm cầu ở những nơi ồn ào náo nhiệt, mà chỉ ở những nơi vắng vẻ an nhàn mới thấy được đạo. Cầu đạo thì phải cần tinh tấn, chánh niệm cũng như phải tu học và trí tuệ mới mong đạt được. Lúc tôn giả đang tư duy về chữ đạo thì Đức Thế Tôn ở tại vườn Lệ Giã thuộc nước Bà Kỳ Xấu dùng tha tâm thông biết được tâm sở cầu của tôn giả, bèn đặc biệt ngự đến làng Sấu Thủy Chử để khen Ana Luật đã tư duy chân chính và khởi niệm chân chính. Một lần nữa, tôn giả lại được vinh hạnh tự thân Đức Phật quang lâm đến chỗ cư ngụ của mình. Ana Luật đem vấn đề suy nghĩ của mình ra trình và thỉnh Phật ấn chứng. Tôn giả thưa, bạch Thế Tôn, sống trong tăng đoàn, vì lục hòa mà không nghĩ đến lợi riêng và quên bản ngã, thì điều ấy chúng con làm được, cũng như đối với chúng sanh phải hết lòng từ bi nhân ái, thì điều ấy chúng con đã biết. Nhưng bạch Thế Tôn, chúng tại gia rất đông và hàng đệ tử xuất gia đi vào xã hội để hoằng pháp lợi sanh cũng rất đông. Thế thì làm thế nào để họ cũng được giác ngộ, tấn nhập Niết Bàn? Xin Đức Phật từ bi khai thị. Đức Thế Tôn bèn hoan hỷ giảng bát đại nhân giác. Ana Luật, ông hỏi điều ấy rất hay. Ông đã nghĩ đến vấn đề cho người tu học Bồ Tát Đạo. Ta sẽ vì ông nói bát đại nhân giác cho hàng đệ tử Phật Chí Thành tụng niệm cả ngày lẫn đêm. Điều thứ nhất, các ông đối với thế gian và nhân sinh nên quán vô thường, vô ngã, nỗi khổ, lý không và bất tịnh, nên rời xa sanh tử để cầu được giác ngộ. Điều thứ hai, các ông cần phải biết căn nguyên của nỗi khổ vốn là đối với tham dục thế gian không chịu rời bỏ. Các ông nên ít muốn vô vi thì thân tâm mới được tự tại. Điều thứ ba, các ông cần xét kỹ tâm không biết chán đủ của mình, suốt ngày do tham cầu mà tạo tội. Nếu có thể an bần thủ đạo, chi túc thường lạc, lấy trí tuệ làm sự nghiệp thì cuộc sống mới được bình an. Điều thứ tư, các ông không được làm biếng hay trễ nãi trong khi làm việc lành, và đối với sự lợi ích cho người không nên thối tâm. Phải tiêu diệt phiền não, hàng phục ma chướng mới có thể ra khỏi lao ngục của ba cõi. Điều thứ năm, các ông cần phải nhận định cho rõ ràng là sanh tử luân hồi rất đáng sợ, nên cần phải chuyên tâm tu học để thấu triệt đạo lý, rồi mới phát tâm giáo hóa chúng sanh để đem lại an lạc cho họ. Điều thứ sáu, các ông phải biết rằng người nghèo khổ rất nhiều lòng oán hận. Bồ Tát phải đem tài vật cứu tế cho họ, dùng tinh thần an ủi họ và dạy họ không nên ghi nhớ hận thù cũng như không nên oán trách người khác. Điều thứ bảy, các ông trong cuộc đời đừng để cho ngũ dục đánh ngã, không kể là tại gia hay xuất gia, đừng chạy theo đắm nhiễm dục lạc của thế gian và cần có nếp sống thanh tịnh tinh khiết. Điều thứ tám, các ông đừng làm kẻ ích kỷ, nên phát tâm từ bi để độ khắp tất cả chúng sanh và nguyện cho chúng sanh bớt khổ,
cũng như đừng vì lợi riêng mình mà cầu an lạc. Nhân lời thưa hỏi của tôn giả A Na Luật mà Đức Phật đã giảng 8 điều cần yếu cho người tu học Bồ Tát Đạo, chúng sanh theo đó mà tu hành để cải thiện sinh hoạt hàng ngày, khiến cho nếp sống của họ trở nên an lạc và tự tại. Lời sau cùng với Đức Phật: sự hoạt động tích cực của tôn giả bên ngoài tăng đoàn như thế nào thì bên trong Đức Phật cũng đãi ngộ tôn giả như thế ấy. Tôn giả cùng với các vị đại đệ tử của Phật như Xá Lợi Phất, Mục Kiền Liên là những tấm gương sáng cho Phật giáo trải dài mấy ngàn năm trong lịch sử. Khi giác hạnh của Đức Phật đã viên mãn thì Ngài đã 80 tuổi và Đức Thế Tôn quyết định nhập diệt tại thành Câu Thi Na bên rừng cây Long Thọ, thì tôn giả A Na Luật và tôn giả A Nan đều có mặt bên cạnh. Lúc ấy, nhằm ngày rằm tháng 2, Đức Thế Tôn nằm nghiêng giữa hai cây Long Thọ có hoa đỏ thắm phủ trên thân của Ngài trên đỉnh núi phía Tây với trăng tròn chiếu sáng. Các đệ tử vây quanh bốn bên và quỳ lớp lớp từ trong ra ngoài để nghe Đức Phật thuyết giảng lần cuối cùng. Ngài dặn dò cặn kẽ các đệ tử nên giữ trì giới, hoằng pháp lợi sanh, tinh tấn tu tập, nêu cao đức tính nhẫn nhục và giữ gìn khẩu nghiệp. Cuối cùng, như còn lo ngại cho hàng đệ tử về sau, Đức Phật dạy tiếp: này các tỳ kheo, đối với pháp ta đã giảng dạy, các ông cố gắng noi theo, chứ đừng quên lãng. Ta ví như ông lương y chuẩn bệnh cho thuốc, mà lành bệnh hay không chẳng phải lỗi ở thầy. Ta cũng như người dẫn đường tài giỏi để dẫn người đi đến đường lành, còn đi hay không chẳng phải lỗi ở người hướng dẫn. Này các tỳ kheo, những pháp như tứ diệu đế, 12 nhân duyên ta đã nói đều là chân lý mà ta đã chứng ngộ, và nó sẽ là ngọn đèn sáng cho thế gian và cũng là chiếc thuyền vượt qua biển khổ. Người nào hiểu rõ không còn nghi ngờ đối với các pháp đó là đã vào đạo. Nay ta sắp nhập diệt, nếu các ông còn có điều gì nghi ngờ hãy mau ra thưa hỏi, ta sẽ giải thích cho. Đức Phật đã tha thiết hỏi đi hỏi lại 3 lần trong đêm vắng lặng, nhưng đại chúng đều lặng thinh, không một lời thưa hỏi. Thật ra đại chúng đều là những đệ tử theo Phật đã lâu năm, nên đối với các pháp căn bản không còn chỗ nào không hiểu. Lúc ấy, tôn giả A Na Luật là người đủ tư cách đại diện cho tăng đoàn, bèn quỳ gối mặt rồi chắp tay cung kính mà bạch Phật rằng: bạch Thế Tôn, đệ tử chúng con đều đã hiểu sâu pháp tứ diệu đế và 12 nhân duyên là chân lý của vũ trụ nhân sinh. Trên thế gian này, mặt trời có thể lặn, mặt trăng có thể nóng, tuyết sơn có thể biến thành biển cả và đại địa có thể thành gò đất, nhưng giáo pháp tứ diệu đế và 12 nhân duyên của Phật thì không bao giờ thay đổi. Đức Phật an tịnh nghe A Na Luật thưa xong thì trên gương mặt lộ vẻ hoan hỷ, vì câu trả lời của A Na Luật đã đáp ứng được sự lưu tâm của Ngài trong suốt 49 năm hành cước hóa độ chúng sanh. Sau khi Đức Phật nhập diệt, tôn giả cùng với 500 vị Đại A-La-Hán lo kết tập kinh điển trong núi Kỳ Xà Quật, nhưng không thấy nói đến sự tích của tôn giả về sau, kể cả việc quan trọng như tôn giả nhập diệt ở đâu và khi nào, thật là một điều đáng tiếc. Tôn giả A Na Luật có ý chí kiên cường không lay chuyển, cho dù có mù đi đôi mắt mà không hề thối tâm, khiến cho đại chúng hết lòng cảm phục. Mất nhục nhãn mà được thiên nhãn giúp cho tôn giả tu hành và truyền đạo vô cùng an tường tự tại. Tôn giả A Na Luật quả thật xứng danh là vị thượng thủ trong giáo đoàn. Nếu bạn cảm thấy những chia sẻ này hữu ích thì nhờ bạn chia sẻ cho người thân và gia đình của mình. Ngoài ra thì như thường lệ, vì cái giải thuật của YouTube họ ưu tiên cho những video có nhiều tương tác, vì vậy nhờ bạn bấm vào nút like hoặc comment để giúp cho video của chúng ta có thêm nhiều người biết hơn nữa. Cảm ơn bạn.